Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái diễn đàn. Dạ, em chào thầy Duy Nhất. Xin chào các bạn, chào Trung. Chào tất cả bà dạ, con. con chào chú. Là quốc gia nào nó cũng có sự tồn tại của nó, không riêng gì Việt Nam, không riêng gì Hàn Quốc. Thế nhưng tại sao chúng nó lại không đề cập đến, ngay kể cả Mỹ cũng có, nhưng sao nó không đề cập đến? Rất rõ ràng có cái thằng nào mà nó lại dám đề cập đến đâu. Dám thì không phải nó không dám, mà nó đề cập đến thì là vô tình là gì? Chính bản thân chúng nó lại vả vào mặt chúng nó. Đây, trước đây em có nghe một cái chị đấy, cái chị mà Việt kiều Pháp đấy, chị bán hàng online đấy. Chị bảo nó, úi trời ơi, bên Pháp à. Rồi một anh gì đấy, một anh gì bên Đức nó đấy, cũng ở chỗ bên này nó sướng lắm. Đẻ ra là chính phủ nó hết. Thiếu cái gì cái nói là chính phủ người ta mang đến. Ôi trời, sang bên này không làm có ăn đấy. Đấy, sang bên đấy không làm có ăn thì sang đi. Ôi trời ơi, sang không làm có ăn mà 4-7 năm nay rồi. Những cái thành phần đi sinh sau đẻ muộn thì cũng mười mấy 20 năm rồi. Thế sao rồi không ở bên đấy mà sung mà sướng. Để cứ thích về Việt Nam như anh Ngạn làm cái gì? Anh Ngạn bây giờ anh cứ bảo nó, tôi bây giờ là tôi không quan tâm đến chính trị nữa rồi. Tôi chỉ mong đưa về phục vụ bà con thôi. Chán rồi. Giống như anh Chế Linh đấy, chị Khánh Ly đấy. Một băng cả một băng ấy, cùng một lò đào tạo ra đấy. Thề con cộng sản tôi không về đấy. Thế bây giờ lại bảo tôi về tôi phục vụ bà con, rồi tôi về tôi biểu diễn tri ân. Thế biểu diễn có bán vé không? Phục vụ bà con có bán vé không? Nếu phục vụ bà con thì lên livestream mà livestream mà phục vụ thì làm gì mà cần phải phải về Việt Nam làm cái gì? Toàn là những cái thành phần này. Chúng thấy không? Tức là chúng mọi người mở miệng ra là mình thấy thành phần của họ như thế nào. Ví dụ thà họ nói như vậy nè, chúng ta nghe chúng ta chấp nhận được. Việt Nam mà còn ông Thượng Chí Nhất á, mà cái ông chuyên gia trọt á, thì tôi sẽ không về. Thì mình còn nghe được. Đằng này đúng không? Đằng này không có hẹn với thiệt đúng không? Thí dụ như ông Ngạn đi không, hay Khánh Ly đấy, mà ở Việt Nam có cái ông Thượng Sĩ Nhất, ông chọn ghê quá, chừng nào mà không còn ổng nữa thì tôi về, chứ còn về tôi về ông chọn tôi chịu ông nổi đó, thì mình nghe mình còn chấp nhận được. Không biết nó chọn tao không, mày chọn tao á. Không, cái này em chỉ ví dụ thôi đúng không, tại vì đúng không, mà anh thấy hợp lý không? Thà đúng, nói vậy đi thì không, thì mọi người nghe nó còn chấp nhận được đúng chưa? Còn nói chuyện tàu lao nhân tiện ở đây là Trung, cái vấn đề của Trung chia sẻ đó thì anh rất đồng tình. Vấn đề là tại sao ở đây á, thực ra là chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau thế này nè. Rất nhiều người dân trong đó, kể cả có thể có vài anh em chúng ta trong đây nữa, cũng rất còn mơ hồ về cái khái niệm gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự thật, rất còn mơ hồ, tức là mình còn cái gì đó mình mông lung đó, mình chưa nắm rõ đúng không ạ? Nhưng mà qua những cái biến động á, qua có những biến động trên thế giới hoặc là những cái sự cố nho nhỏ ở trong đất nước chúng ta, thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới nhìn ra được, à thì ra nếu mà ở Việt Nam chúng ta đó không có cái vấn đề gọi là định hướng xã hội á, thì sẽ ra sao trong những cái lần mà gọi là nó có biến cố như vậy, biến cố nhỏ như vậy đúng không? Điển hình như cái vụ xăng đi, xăng vừa rồi đó. Rất đồng tình với chung với mọi người là thế nào, chúng ta có hình dung xem nếu bây giờ cứ thả mặt cho tư nhân đúng không ạ? Mấy ông bảo là ok, hôm nay xăng trên thế giới giá dầu nó nhiều, có lời nhập về bán, và cảm thấy tình hình là thế giới ví dụ như là có thông báo là cái khối OPEC gì đó họ cắt giảm sản lượng đúng không, thì họ sẽ nhắm được tình hình là xăng sẽ lên giá thì họ sẽ không bán nữa. Thì cuối cùng mọi người hình dung xem cái thiệt thòi có phải là người dân lãnh đủ không, đúng không? Cho nên thì qua đó thì mặc dù là nó hơi rắc rối một tí, nhưng mà nơi xáo trộn một tí, nhưng mà qua đó thì với cá nhân của mình nha, mình nhìn thấy cái định hướng xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan tới cái khẩu hiệu nhà nước do dân và vì dân, đúng không? Có nghĩa rằng á, thì khi chính phủ chính quyền họ có quan tâm, họ có lo lắng cho người dân á, thì họ mới có những cái chính sách như vậy để làm gì?
khi có cái điều gì bất lợi cho người dân thì họ sẽ có những động thái can thiệp ngay để tránh cái sự xáo trộn và thiệt thòi đến cho người dân, đúng không ạ? Rồi kể cả trong cái đoạn clip trong mà nãy thưa quan đưa lên, mọi người thấy không, có một đoạn mà trong đó họ nói nghe rất là, nó ngắn gọn thôi nhưng mà nó hầu như nó bao hàm nó nhiều cái thấy rất là hay. Đó là gì? Ở có những quốc gia gọi là tam quyền phân lập á, thủ tướng có thể ở tù nhưng các ông chủ tập đoàn thì không. Họ dẫn chứng cụ thể luôn cái trường hợp của thái tử Samsung, mọi người thấy không? Mọi người có xem, mọi người thấy rõ đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì qua những câu chuyện như vậy thì mong mọi người sẽ có những thêm góc nhìn cho riêng mình nữa, đúng không ạ? Nào trong cái đám mà ba sọc đó, đó mấy cái thằng mà nó chọ mỏ về đây nó chửi á, nó để cho tôi chọt nó đó, tôi chọt lại nó, có thằng nào thành đạt chưa? Hay là một số phần đông nhé, phần đông là phải ăn que the, hay là homeless, hay là đầu đường xó chợ, hay là đi chửi thuê, hay là đấu tranh kiếm cơm, nó chống cộng kiếm cơm, còn là một cái đám du hỉ du thực mà bây giờ nó đang có so sánh giữa Việt Nam với Hàn Quốc là so sánh cao đó. Chung quy lại đó là cái đám theo chủ nghĩa dân túy của tư bản. Đó, tôi kết luận vậy. Xong rồi cái phần mà hồi nãy như mà ví dụ xăng dầu giá cả do chiến tranh giữa thằng Ukraine với thằng Nga, thì mình thấy một cái điều vậy nè. Ví dụ mà nãy giờ thư quan nói rồi đó, thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa, thật ra mà nói đây là cái định hướng xã hội chủ nghĩa, nó chỉ là một cái mô hình kinh tế mà do chúng ta hình dung qua cái học thuyết của Marx và Lenin trong cái bộ tư bản và trong cái bộ tư bản luận và trong cái bộ mà Lenin đọc tập á, thì tôi coi không hết, tôi coi cái nào cần tôi mới coi thôi, xưa chứ bây giờ bởi lâu quá tôi không nhớ cái đó, tôi nói thật cái nào cần tôi mới coi. Thì nói một cái điều là chúng ta khẳng định lại xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái xã hội chủ nghĩa chúng ta theo cái học thuyết của Marx và của Lenin ấy, thì đây theo cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của đất nước Việt Nam mình, của kinh tế và văn hóa của đất nước Việt Nam mình đó, thì cho nên chúng ta sai, có nhiều cái chúng ta sai nhiều lắm, mình phải sửa, mà sai thì mình sửa cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế của đất nước của mình, để nó kinh tế nó được phát triển như ngày hôm nay. Thì xã hội chủ nghĩa ai cũng biết rằng công bằng, văn minh, cơm no áo ấm, ăn sang mặc đẹp, rồi bây giờ ăn sang mặc thời trang đó, bây giờ chúng ta có ăn sang mặc thời trang không? Có không? Từ cái chỗ mà lè lẹt lành lặn rồi lè lẹt rồi bây giờ quần nó xé ra cho rách chơi thời trang đó. Quần xin đó nó xé ra cho ra rách chơi đó, thì có phải thời trang không? Mà bây giờ tụi nó có về đeo đeo mà nó thấy nó cũng đem về nó nói, thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là làm sao cho dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh, ăn sang mặc thời trang. Theo tôi thì bây giờ đó ăn sang mặc thời trang, sai thì sửa làm sao cho nó phù hợp với tình hình thực tế của đất nước đó. Định hướng xã hội chủ nghĩa nói Việt Nam là vậy, đừng nói rằng là nhà nước độc quyền quản lý thế này thế nọ, không có quản lý nha, không có độc quyền nha. Đó, ví dụ như tôi nói điện lực nè, đó như Ukraine, so sánh giữa Ukraine với một số quốc gia châu Âu, bây giờ đi mua điện của Ukraine vì nó sáng cho mấy trái tên lửa, cái giờ điện không đủ cấp cho châu Âu, cho té đáy cả lít luôn đó, cả một cái châu Âu là cả thùng phi luôn chứ không phải là một lít đâu đó. Thì các bạn thấy là bây giờ nếu như mà nhà nước không quản lý độc quyền ấy, thì bây giờ điện muốn lên tăng giảm như xăng vừa rồi nè, nó như giá xăng vừa rồi, trong khi người ta bên kia giấc giá chết lên chết xuống, Việt Nam mình vẫn bình ổn giá và giảm xuống từ từ. Quý lý do tại sao vậy? Là vì xăng nó là một cái loại hàng quá đặc biệt, cho nên là phải có cái thuế tiêu thụ đặc biệt, mà nhà nước của mình bây giờ không tiêu thụ, không thu cái hàng quá, không thu cái thuế tiêu thụ đặc biệt nữa, thì rõ ràng cái thuế tiêu thụ đặc biệt có khi nó lên tới 300%, chẳng hạn như xe hơi là cái hàng xuất phẩm đó, nhà nước thuế tiêu thụ đặc biệt có khi nó lên tới 300%, thì bây giờ thuế tiêu thụ đặc biệt của thằng xăng đi nó là 3 lần. Xin lỗi, đó là 0,5%, hoặc là 50% hay là 100%, ví dụ vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt, bởi vì cái loại đó là nó không còn tồn tại mà sử dụng qua rồi là mất. Nói
thì như vậy là người ta thuế tiêu thụ đặc biệt không bằng như mấy loại hàng sản xuất khác. Nhà nước miễn là không có thu thuế tiêu thụ đặc biệt trong xăng và thuế này thuế nọ trong cái xăng quy định để xăng để giảm về cái mức là trên dưới 20.000. Đó thì thấy là gì, nó là nếu không độc quyền thì làm sao, nếu không độc quyền thì làm sao mà giá xăng được bình ổn như vậy. Nó rồi đem cái quỹ bình ổn ra để bù đắp vô nữa, có lẽ chắc nay mình bù đắp vô nay cũng hết sức quá rồi đó. Đó, vừa rồi tôi mới ngày hôm qua tôi nghe thông báo là nhập cho 100.000 mét khối xăng cho thành phố Hồ Chí Minh, mà trong đó xăng nhập là 80%, ở 80%, còn xăng mà của mình mà lọc đó, xăng mình lọc là 20% của 100.000 mét khối. Đó thì thấy là nếu nhà nước mình mà không độc quyền, không mà có can thiệp của nhà nước, xã hội chủ nghĩa là phải có sự can thiệp định hướng chứ. Nó là như vậy đó. Chứ còn nói mà nó để cho tự phát triển mấy tài phiệt cho nó đầu cơ, nó tích trữ, nó nâng giá. Chết luôn. Đúng không? Yeah. Người dân khổ liền. Nói rồi tôi nói ba cái phần đó là tôi nói đơn giản sơ sơ vậy thôi. Tôi xin nhường lại lời lại cho các bạn. Xin chào. Anh cho ở lại không? Yeah. Đủ xuống. À, cho biểu thăng. À. Dạ anh ngồi đi anh, cũng anh ở lại đi, cũng rất còn cần anh ở lại. Như thiếu anh thì cũng hơi buồn, thiếu anh cũng hơi buồn. Không có ai chọn đúng không? Ờ không, có anh Ba Nam dưới kìa. Ba Nam nó chọn. Rồi, các bạn nói tiếp.